Dạ vâng, xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê nhá. Ở đây thì em sẽ làm một cái video test thực tế khẩu Kono thẳng dài, cấu hình cao. Cái này thì trả hàng cho anh khách người Văn Chấn, Yên Bái. Thì bác khách này bảo là không có Zalo. Thì không có Zalo thì em sẽ làm video test xong rồi đăng tải trên kênh cho anh xem cái tâm kính của kính ngắm Red Hunter nhá. Đấy, đây tâm kính của kính ngắm Red Hunter này. Con này thì có đèn hồng tâm. Có đèn hồng tâm bắn ngày và đêm cho anh em này, em thấy chưa? Đấy, đây đèn hồng tâm xanh đỏ nhá. Đây là mức xanh này. Còn có một mức đỏ nữa, nhưng mà đây đang nắp đăng kính nó hơi bị khuất nên là em sẽ lúc anh em muốn biết chi tiết thì có thể kết bạn Zalo, em sẽ cho anh em xem thực tế nhá. Đấy, tia xanh đây, đèn tâm xanh đây nhá. Thì đỏ nó cũng vậy thôi, nó vẫn sáng tâm như thế này các bạn nhá. Đấy, còn tâm kính của nó cực kỳ đẹp cho anh em. Đây, tâm kính đây, để cho anh em săn mồi cự ly xa thì tha hồ luôn, tâm to rõ nét, độ sắc nét của nó cực kỳ cao. Thông số là 6-24-50 thì anh em có thể biết là độ phân giải của nó như thế nào các bác nhá. Đấy, đây thì em sẽ đi vào test thực tế cho anh khách người Văn Chấn, Yên Bái này. Xong rồi sẽ tháo ra giới thiệu chi tiết cấu hình cho anh em bác cùng tham khảo. Thì anh em cùng đoán xem và theo dõi em test khẩu Kono thẳng dài này nhá. Xem cấu hình nó ra làm sao, như thế nào thì cuối video em sẽ báo giá chi tiết cho anh em. Đây. Bắn một điểm lấy tâm trước. Đấy. Em sẽ bắn vào cái điểm đấy xem nó có chuẩn luôn không các nhá. Đấy. Tiếp tục này. Làm luôn cái điểm đấy này. Xem nó có đạn trồng đạn không hay lệch đi đâu như thế nào nhá. Hơi sang bên một tí. Đấy, em chỉnh luôn nhá. Đấy. Vừa làm vừa chỉnh cho anh em xem độ chính xác của nó luôn. Đấy. Bắn luôn cái điểm kia xem nó đã ok đạn trồng đạn chưa. Ok cho anh em, đạn trồng đạn chưa. Đấy, thời tiết thì nó đang mưa hơi âm u một chút, nhưng mà vẫn phải cố gắng làm sao để test chuẩn chỉ cho anh em, để anh em về chơi. Ok cho anh em, chuẩn chỉ chưa. Đấy, cứ đạn trồng đạn như thế là đi săn mồi là anh em cò chim hay là anh em kiểu run tay vẫn bắn được các nhá. Rồi. Ok chưa? Đấy. Phá tường thì cực kỳ to rồi, đây em sẽ bắn điểm mới và tiếp tục bắn đục lỗ cho anh em xem. Bắn lấy chục viên cho anh em xem. Cây củi nó có ok không các nhá. Đấy. Ồ, điểm này vỡ hai viên à. Lấy đây em sẽ bắn lên trên này đi. Đấy, bắn điểm đấy đi. Bắn điểm đấy cho anh em xem này. Nhỏ xíu 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 này. Bằng viên kẹo này. Ok chưa anh em? Chuẩn chỉ chưa? Đấy, súng ống có chuẩn chỉ hay không thì anh em nhìn có thể là biết nhá. Đấy, đây bắn nốt viên rồi tháo ra này. Anh khách về Văn Chấn, Yên Bái vào nhận hàng luôn nhá. Hơi lên trên một tí run tay. Đây, tiếp tục bắn lại đi. Đấy. Xuống anh em chỉnh chuẩn thì mình đi săn mình cũng phải giữ im tay nín thở bóp cò thì mới được. Đấy, chứ vừa nói chuyện với anh em xong rồi bắn là nó cứ bị run run này. Đây. Đấy, cứ giữ im tay nín thở bóp cò là ok các bác nhá. Đấy. Đây. Tiếp tục bắn 1-2 viên nữa cho xem độ ổn định luôn các bác nhá. Đấy. Đây, em thấy nghe giảm cái êm không? Gió cực kỳ to này. Đây, gió to như bão này. Đây. Đây, gió này thì nó sẽ ảnh hưởng chút một chút đến đường đạn này. Đấy. Gió to chưa? Đây, tiếp tục bắn lại. Ok chưa anh em? Chuẩn chỉ chưa? Đây. Cấu hình của cây Kono thẳng dài. Khách người Văn Chấn, Yên Bái đây nhá. Đấy. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em bác cùng tham khảo nhá. Đây, anh em đợi chút em lắp vào máy quay rồi quay cho anh em bác xem. Đấy. Về cấu hình của cây Kono thẳng dài này thì nó bao gồm những cái gì. Đấy. Thì, đây là một khẩu Kono thẳng dài, cấu hình cao, trả hàng cho khách người Yên Bái. Thì cấu hình ở đây thì hiện tại em đang lắp cho anh em một cấu hình rất chi là ok và chuẩn chỉ. Bình thì sẽ bình carbon, bình pa đắc, bình đẹp.
van còn kết bản chuẩn công ty đã qua xử lý và làm lại ở bên em đấy. Van thì cây này em để cho nó 130 độ hồi áp thì đã ok và chuẩn chỉ các bác nhá. Đấy, combo khung vuông à khung tròn tay gỗ, anh khách thì yêu cầu lắp khung tròn, còn bình thường anh em thích khung vuông hay khung tròn thì em sẽ lắp khung đấy cho anh em. Giảm thì anh em lắp giả giảm âm sumo định tâm điển khối, giảm này thì cực kỳ là êm, anh em có thể nghe tiếng lổ vừa xong là cực kỳ là êm cho anh em. Cành XM8 zin chuẩn chỉ là một, tiện đuôi chuột cho anh em chơi condo. Còn anh em thích FX thì em sẽ tiện sơ mi để lắp cho FX con nhé. Cành này thì của nó là bản đủ dài 20 inch, dài 50 cm, có thể chơi được hai dọc kẹo là lấm trì, lấm trì như này. Và hơn nữa là kẹo sờ lung đây. Đấy, kẹo sờ lung đây. Anh em muốn bèn thú to thì mình có thể chơi kẹo sờ lung như thế này. Đấy. Kính thì là kính ngắm quét Hunter, thông số là 6-24x50. Còn đây là cái lăng kính của em. Thì em sẽ tháo lăng kính ra cho anh em xem chi tiết về con kính này. Đây. Đây là con kính ngắm quét Hunter nhá. Con này thông số của nó cực kỳ cao, 6-24x50. Con kính này thì giá của nó đang ở mức giá đó là trên dưới 3 triệu đồng. Anh em nào muốn biết chi tiết hay là muốn tham khảo thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại Zalo này để mua bán coi nhé. Còn bên em thì nói thật với anh em là ít khi em bán kính lẻ lắm, đa phần là lắp ráp gửi cho xe nguyên cây cho anh em. Còn kính lẻ thì anh em phải chuyển khoản ví dụ như là 100% hay chuyển khoản 50%, hoặc là hay là anh em khách quen thì em mới gửi. Chứ còn ít khi để em gửi kính những cái dòng kính đắt tiền này mà gửi cho anh em, gửi qua đường shipper cho anh em lắm. Đấy, anh em nào thật sự tin tưởng thì mới mua được những dòng kính đắt tiền này. Còn anh em nào mà lăn tăn về tiền cọc hay tiền mua thì thật sự là rất chỉ khó gửi, bởi vì kính này đắt tiền, đánh đổi 100-200 ngàn, lãi của anh em 100-200 ngàn, xong gửi đi sau nơi anh em không nhận, xong quăng quật hàng đi hàng về, xong đến lúc nó hỏng kính ra thì rất chi là phức tạp các nhá. Đấy, 9.500.000 một khẩu condo thẳng dài như thế này, tặng kèm 1 kg kẹo trì cho anh em. Anh em nào mà thích thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Đấy, bao săn mồi cự ly là 100-150 mét săn cò cho anh em. Đấy, thậm chí là xa hơn. Thì cự ly vừa xong em đang test cho anh em đó là cự ly 55 mét là chuẩn tâm. Lấy dây rô như vậy để anh em về dễ chơi nhất. Xa thì mình bắn tâm dưới, gần mình bắn tâm trên. Có anh em về muốn chỉnh xa hơn thì mình có thể chỉnh theo cái mắt của mình. Đấy, cái lúm này lúm chỉnh lên xuống này, và anh em chỉ cần nhấc lên vặn ngược chiều kim đồng hồ, chỉnh cho kính nó cao một chút là được các bác nhá. Đấy, thì video ngắn ngày hôm nay lên trả hàng cho anh khách người Văn Chấn Yên Bái, khẩu condo thẳng dài cấu hình cao, thì cũng xin phép bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em bác ở video tiếp theo nhé.